Sáng mai anh sẽ có mặt ở nơi làm việc không? Will you be at work tomorrow morning? Có. Yes, I will. Tuần tới, họ sẽ có mặt ở Ý. They'll be in Italy next week. Chiều mai, tôi sẽ không có mặt ở đó. I won't be there tomorrow afternoon. Cô ấy sẽ có mặt ở nhà lúc 8 giờ tối nay. She'll be at home at 8 o'clock this evening. Sáng thứ hai tới, anh ấy sẽ có mặt ở phi trường không? Will he be at the airport next Monday morning? Will he be at the airport next Monday morning? Tôi sẽ có mặt ở bên ngoài khách sạn lúc 6 giờ sáng Chủ nhật tới. I'll be outside the hotel at 6 o'clock next Monday morning. Khi nào họ sẽ có mặt ở Nhật? When will they be in Japan? Họ sẽ có mặt ở đó vào tháng tới. They'll be there next month. Ngày mai anh sẽ có mặt ở trường lúc mấy giờ? What time will you be at school tomorrow? Tôi sẽ có mặt ở đó trước 8 giờ sáng. I'll be there before 8 a.m. Ngày mốt, anh sẽ có mặt ở đâu? Where will you be the day after tomorrow? Tôi sẽ có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. I'll be in Ho Chi Minh City. Anh sẽ có mặt ở Úc bao lâu? How long will you be in Australia? How long will you be in Australia? Tôi sẽ ở đó vài tháng. I'll be there for a few months. Họ sẽ ở đây bao lâu? How long will they be here? Họ sẽ ở đây vài tiếng. They'll be here for a few hours. Anh sẽ ở đó bao lâu?
How long will you be there? Tôi sẽ ở đó khoảng 2 tuần. I'll be there for about 2 weeks. Khi nào anh sẽ có mặt ở đó? When will you be there? Tôi sẽ có mặt ở đó trong 2 ngày nữa. I'll be there in 2 days. Anh ấy sẽ có mặt ở đây trong 5 phút nữa. He'll be here in 5 minutes. Anh ấy sẽ ở đây khoảng 2 tiếng. He'll be here for about 2 hours. Khi nào họ sẽ có mặt ở đó? When will they be there? Họ sẽ có mặt ở đó trong 2 tuần nữa. They'll be there in 2 weeks. Cô ấy sẽ ở đó bao lâu? How long will she be there? Cô ấy sẽ ở đó 2 tuần. She'll be there for 2 weeks. Khi nào họ sẽ có mặt ở Pháp? When will they be in France? Họ sẽ có mặt ở đó trong vài ngày nữa. They'll be there in a few days. Anh ấy sẽ có mặt ở Paris bao lâu? How long will he be in Paris? Anh ấy sẽ ở đó vài ngày. He'll be there for a few days. Khi nào anh ấy sẽ có mặt ở nơi làm việc? When will he be at work? Anh ấy sẽ có mặt ở nơi làm việc trong ít phút nữa. He'll be at work in a few minutes. He'll be at work in a few minutes.